của chú chị em cái gì. Đó, hai đứa con thì mặc áo đỏ. Công an lên mà na thờ tề đời năm đặng cả sen quán nặng cháo bao quân vô bếp vô phong bọc trên ngay rồi tăng cai à kiên lão. Em ơi đi giao tiệu thổ công chưa? Kiên lão vô phong bọc cả chứng minh kiên phàng vô bản lĩnh chứng kiến ơi. Thổ trang hay là thổ hảo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái khăn na mang ao khí câu kim câu ngăn khăn mày mang cầu cho cầu ngã nghiêng ấy ơi đấy đúng rồi lấy ra ụp xà đi. Mang áo câu từ bướng xà to mà mặc câu từ bướng xà to tàu mang câu cưỡi cũng bỏ ra mang cái nát kia câu ngăn mày na gió. Mang áo câu khăn na câu kính câu ngăn khăn mày mặc câu tam tay áo thật chặt đất áo chặt áo chừng ngã ơi. À, người này mặc đủ lại cho người khác vào. Ở trong này mang áo ai che cả là cà phê sang cao ngăn bé thò chạy được na mang áo cứ câu ngăn cà ra mai mang cầu à na hư cầu thuốc lâm mang kiểu là hư kéo là thuốc mà thuốc mọc bò đây kêu thuốc cả lầm bò ao mang ao cầu cái khăn đần đần mang ao kề câu kiếm câu ngành đập lỡ bơi à bây giờ chị đéo dịch ra để cho à để quân thầy vào tiếp tốt nốt. Mang áo cầu cài khăn ố hư à nà mang áo kê câu kìm câu khăn à khăn ấy mặn mang cái ra khăn tham phải áo thật chát tát áo chăn mang cầu bò hư cầu thuộc và lòng mang kêu nà kêu thuốc mỏ mang ơi mang áo cầu cái khăn hơi nà mang áo kia cầu kim cầu ngàn là khăn mài mang cầu bò hữu cầu ngàn nghiêng à cầu cái khăn tay mặn tình xa mang áo kia cầu kim cầu ngàn khăn là đã bên đàn ta đoa bỏ lao ta áo phạc áo bỏ lao phèn à dần cho ra ai nào hãy khâu kèm ra đây ơi ơi à mang ơi cầu à xem phải áo thật mang cơm mới chặt bớt áo chăn mà áo a chừng ơi ta ra 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 ra.
quay tan ta ta ra kề mà làng quay thái ơi đặt đầu kề tiếng mồ chẳng đâu ta ta ra kề thái sầm
Ôi dồi, mày bật quạt lên không thì con cái nước lấy nước về cho nó rửa mặt đi, nước lá bông đâu ấy, lấy về cho nó rửa mặt đi. Người ta đi hầu lễ toát hết mồ hôi thì không biết cái gì à các con. Mọi người khâu vừa cho con đi, khâu để em khâu cho. Mở ngoài cất vào nhá. Nó mưa đi vào không là nó ướt đấy, cất đây. Nó bảo hóa à? Chết dở luôn, ngốc. Các bên bộ nhà ngài lô kiệt mẹ cứ mang đi đâu, kéo bên chú mày cứ mang đi. Mẹ em đi mua quay bánh này mà đi xong mẹ mang về. Mà cao lao cao lập cao đèn cao tiền cao mặn cao mà đầy đình cao bình à bình đầy à cũng mẹ. Cao mà bị ăn cao là na đoan cao mơ tình làm phải cao mơ thì chưa ngã đang tiền. Nhìn thấy chắc lắm rồi đấy nhưng mà vẫn. Cười gái lắm bơ. Con cười tân tết thì mẹ vẫn cứ lấy con lên làm gì? Cười mặt không cười thì làm sao mà có lộc. Đúng rồi. Con điên con dở ấy. Điên dở là cái nào? Dạ chưa làm được cái điên dở, không điên dở rồi. Giờ sinh gái rồi. Ngày điên đi nhìn ai dám dòm đâu nhỉ? Ai dám nhìn đâu à? À nhìn ha dòm mà.
Hai ba mẹ con thì cũng nghe. Cái lên là chết. Được mẹ yêu anh Linh đến chừng nào. Con trước kia thì yêu ai đâu, ai hộ mình được đâu nhỉ? Các chị ngồi có chặt ý ý thế này không ai hộ được thầy, chỉ có con thầy mới hộ được. Lên cơn điên mỗi ngày, lên một cơn điên như này thì tốt quá. Tối không thấy nó lên, mấy mẹ con đi trên Thái Nguyên về không thấy nó. Gần sáng lại thấy mưa sấm sét, chắc có lẽ hôm nay à Linh không bảo rồi. Lúc sáng mà lúc nó thích bẹp bẹp bảo ôi được rồi, thơm thật đấy. Mẹ mưa làm cái thằng theo mặt anh. Ngày hôm qua trên nhà thiện này không có Linh nhưng nhục chết sắp cắt xỉu ấy. Thôi mà khay đấy, nay bảo mà lâu hẳn đêm mình lâu à. Kinh lâu à? Âm mà hử cái văn đàn để về cho cái lâu anh đàn này. Anh đàn nó hiểm rượu à? Anh đàn này bảo là anh ăn thì cũng được. Anh đàn à, thích uống rượu đấy. Đâu mà về đây để về u chỉnh đã. Chỉnh khan khan hôm nay là cho cái kêu chuông tí cái nào. Chuông ít đâu, không cần chuông nhiều. Bóc một phát thì chết dở. Lúc này còn tung cờ phát phiếu đấy. Trong mới chạy đi một tí nó còn gầy, nó béo nặng lắm. Đấy nó chạy đi mơ rồi đấy đấy. Rõ ràng rồi. Chết thôi, cảm ơn lắm. Mẹ ơi, còn có nhiều không? Cốc chứ. À đây rồi. Một cái nữa cho con người. Ôi dù ở đâu mà bán lá nhìn nó trong thế, trong những cái lá. Ngày xưa mua được cái khay đá nào về tranh nhau ăn ai cũng cọp ấy. Bây giờ nhà ai cũng có đá.
chơi hết mấy hộp cá này. Ôi này, bắt này áo này bi chè. Tính nặng nó vậy anh ạ. Uống nước đó đây. Mẹ này thì cứ đi lại còn cho các con ăn, các con uống. Mẹ khác thì thôi rồi, quật đít lên thôi. Mày có dậy làm cho tao ngay không thì còn thịt. Mẹ ai được hiền như mẹ tí đâu. Con mời các bà uống nước nha. Nhà trong mẹ tí hiền nhất trên trái đất. Mẹ là tao, mày có làm tao Linh nó cười mỉa kìa. Linh nó cười mỉa và mẹ hiền nó cười mỉa. Cười mỉa lại con mắt kim. Không bảo được. Nó bảo đúng rồi. Con biết gì, chả biết gì mẹ. Con tu hú à? Tu hú kêu. Linh không giống giống Linh hồi nào nữa. Linh hôm nay rồi. Nó lại Linh năm ngoái nữa. Thêm nhà này thì có con trai nghe thêm, chứ những nhà khác con trai có nghe thêm đâu mẹ. Con trai nó toàn uống rượu chửi nhau. Con trai uống rượu chửi nhau om đom. Trời ơi. Xong rồi thằng thì mày bảo lấy tao về, tao bảo lấy mày về. Ôi giời, còn già võ với nhau hay lắm. Con đang vào đường của mẹ. Thế à? Con đang vào máy mẹ. Các bà mẹ ơi, các bà chỉ ơi.
vàng đi em ơi. Thank you.
quảng cáo con gái. Thank you.
nào kìa. Khoan tròn này là chất dở. Có nhiều người mà. Bữa mày không quay, nếu mà quay ngã kèo thì thôi ạ. Đang quay cái kẹo đỏ này này. Chết dở nhỉ. Ngồi lộn. Thank you.
thập quạt là hóa bàn nhá. Không biết nghe chữ thập thập quạt là ăn rồi. Không thấy đâu, bởi vì đang quay cái chị áo đỏ đây này với cái chị này này. Bye.
đủ hương không em ơi? Thế thì hát vừa vừa thôi. Hát bàn đi chị ơi. Xem ở ngoài nhá.
Thank you.
Thắp là phải chú ý vào nhá. Xong cái nào nó gãy là nhớ là không được giấu, mang về đây lúc cho vào nhà Nam Tào tống về xong ngân hàng về tảo cánh tiên đấy. Gọi cái gì mà